Ok anh em ha, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe vô cùng đặc biệt, vô cùng độc đáo. Thì anh em đã thấy á, thì cái giữa cái khung này nè, giữa cái hình dáng của chiếc xe này á, thì rất là giống với những chiếc xe mà hồi xưa mà hồi còn bé mình hay chơi á anh em. Thì cái xe đó là cái xe này nè, đó. Thì cái phiên bản này là phiên bản dành cho người lớn nha anh em. Cái phiên bản này là được người ta chơi á, dân chơi người ta gọi á là Scooter. Đây Scott nè, Uber Scott nè anh em. Đó. Nhìn cái cục máy này thì anh em hình dung ra là liên tưởng đầu là máy cắt cỏ đúng không anh em? Thì thật sự là nó là máy cắt cỏ thiệt. Xe là được thiết kế và cái khung sườn nè anh em. Đó, cái khung này á là cái khung để mình đứng đây mình chạy nè. Có cái bộ nó là có luôn cái đế để bắt cái ghế này ngồi nha anh em. Đó, nó bắt cái ghế này ngồi giống gì nè. Nhưng mà bây giờ mình hàng chủ xe nó tháo ra rồi nên để nó là đứng chạy nhìn nó mới phong cách. Đó, nó mới khác người nha anh em. Thì sườn xe này chủ yếu là bằng nhôm. Đây anh em thấy không? Bằng nhôm. Nhôm. Chỉ có cái khung sườn này nè. Đó, khung sườn này chỉ đây là bằng sắt. Ngoài ra những con thứ còn lại là bằng nhôm nha anh em. Thì cái bánh xe á, là cái bánh này thì mình không có gành để bánh này bánh nhiêu đây. Bánh 90-65 nha anh em. 90-65 là 6.5 luôn. Là cái này nó có 6.5 mà. Cái bản này nè anh em. Đó là cho nó rất là bé. Nhưng mà này nó bự nha anh em, 90. Là nó cũng gần bằng một cái vỏ xe Honda bình thường anh em, cái bản này nè. Đó anh em thấy cái bản này không? Cũng ngang ngửa cái thậm chí là bằng tương đương luôn đó, là bằng cái vỏ xe Honda bình thường anh em, cái chiều ngang nè. Đó cái nó rất là bự. Cái ga của xe này nè anh em, nó cái ga của xe này. Cái ga này là anh em giống như cái những cái chiếc ATV á anh em. Những chiếc ATV 4 bánh á. Đó chạy như ga giống vậy nè. Để khi mà mình chạy nhanh hay là mình tân gì đó, nó không có bị tước ga, nó không có bị dính ga, bị quýu ga anh em, những trường hợp đặc biệt á. Nó không có bị quýu, nó không có bị dính ga này, thì buông ra là trả về nè. Đó. Tháng sau là được trang bị thắng dĩa nha anh em. Cái thắng dĩa thằng dầu đàng hoàng. Đó. Còn phía trước là cũng thắng dĩa luôn. Nhưng mà thắng dĩa trước là thắng dĩa cơ. Đó. Có dây nè anh em. Rồi phía sau là mới thắng dĩa dầu nha. Hồi trước là thắng cơ. Đây là cái tay thắng trước nè. Để có cái tay thắng sau nè. Đó. Màu đỏ là chung bộ với con heo. Màu đỏ là nè. Đó. Cái này á. Xe này nó cái cấp số của nó không phải là xe số nha anh em. Nó không phải là số giống như xe Honda nha. Anh em cứ tưởng tượng giống như là cái số của những cái clip xe đạp á. Đó. Nó có 3 cấp độ. Cái này nè là chạy nhanh nè. Đó, chỉnh qua đây á là chạy vừa. Chỉnh qua đây là số giống như số 1 nè anh em. Đó. Cái này là cái ga đậu rất là mạnh nhưng mà không có hậu. Giống như số 1 nè. Cái vô số 2 nè. Đó. Là số 2 vô, cái nữa là số 3 nè. Số 3 là để chạy đường dài đó anh em. Chạy đường dài. Còn để số 1 đó chủ yếu là anh em để leo dốc hay là để chạy những chướng ngại vật rồi đó. Thì mình anh em số 1. Đó, nó có 3 cấp độ số nha anh em. Cái lường xe này nè anh em thấy không? Đó, nhìn nó rất là thấp nha anh em. Chiều cao thì mình nghĩ nó dọn dẹn chừng không tới 20cm đâu anh em. Không tới 20cm đâu. Đó. Ở phía trước này là trang bị cái túi nè anh em. Túi này để chi? Để anh em đựng cái đồ nghề, để mở bugi á. Tại vì cái xe hai thì hay khó bị hơi bị khó nổ anh em, hơi bị ngập xăng rồi đó. Ở đây là mình trang bị thêm một cái ống nhớt. Đây. Đây là nhớt hai thì anh em. Chủ yếu là cái này để đựng theo á, trừ khi anh em đi ra đường, anh em đi đường dài á. Anh em hết xăng anh em không có nhớt, anh em pha vô cái bình á. Thì cái này mình đựng theo hờ hết anh em. À, hiện tại thì xăng trong bình này đã có, đây mình đã châm đầy đủ rồi. Cái này là để khi nào mà hết xăng á mình đổ vô. Xong mình đổ xăng vô. Ok anh em ha, với cái thiết kế nhỏ gọn như thế này nè.
thì anh em nào mà có xe hơi hay là xe bán tải gì đó đi du lịch thích hợp để mà mình đem con xe này theo, đem xe này theo để rất là tiện anh em. Thì anh em thấy nó nhỏ vậy đúng không, nhưng mà cái nó còn có thể gấp lại được nữa nghe anh em. Đây đó, mình có thể gấp cái sườn nó lại gì nè, đó cho nó dựng chống lại đó. Đấy đó, khi mà anh em gấp giống gì nè, gấp lại gì nè để mình nghiêng qua đây nghe đó, thì anh em có thể dễ dàng mà bỏ vô cái cốp xe hơi hay là cái thùng xe bán tải gì đó, để mà khi anh em là đi du lịch đó, đến nơi anh em bỏ xuống anh em chạy nó đi chơi một vòng nó rất là ok nha anh em. Đây đó, vô khớp là xong nha anh em. Khá là tiện lợi. Ngoài cái động cơ zin theo xe này là anh em đó, thì anh em có thể đặt phụ tùng hay là anh em tự mày mò anh em đổ nó lên nó vẫn được nha anh em. Thì đây là mình để một cái video nhỏ ở đây nè, mà là cái chiếc này phiên bản này, nhưng mà độ lên cái máy chạy rất là ghê gớm nha anh em. Anh em ha, bây giờ mình sẽ lên xe mình đi trải nghiệm nha anh em, trải nghiệm cái nó cho anh em xem cái nó như thế nào nha. Hiện tại á, là mình đang để số 1 anh em. Số 1 là vậy, nó giọt ghê luôn anh em. Đó. Và số 2. Qua số 3 luôn em ơi. Wow. Số 3 giọt cực kỳ luôn anh em. Tăng tốc nè anh em, tăng tốc nè. Đó. Cảm giác nó gần là phấn khích anh em ơi. Đó, ghê chưa nè. Là dốc cầu luôn nè anh em. Không hề đuối máy nha anh em. Tăng tốc luôn nè. Cái xe này á, anh em chạy nhanh á, anh em nó hơi bị khó lái xíu nha anh em. À, do là cái bánh nó nhỏ á, là nó lắc nè anh em, đó. Anh em dễ bị chao lắm nha. À. Nhưng một phần nữa là do là mình đứng á nhiều khi nó không thăng bằng, nó không tốt bằng mình ngồi anh em.
Đã ghê luôn mọi người ơi. Mọi người có vẻ rất là nhìn gần rất là dị vậy nè. Nhìn mình giống như người ngoài hành tinh vậy. Tại ngay mấy chỗ từ từng nè, nó dễ nó bị, tại vì mình có nắm một cái, mình có chỉ bám vào một cái tay lái thôi, thành ra nó tưng á anh em. Nó bên nó sốc lắm. Nó cảm dễ bị chao đảo xe lắm anh em. Thành ra xe này chạy nhanh á, mình cảm giác nó không được an toàn lắm nha. Gặp sự cố gì mình không có xử lý như là xe Honda bình thường được. ai cũng hiếu kỳ gì cái xe này anh em, tại vì nó lạ. Cái phần tiếng nó ồn nó ai cũng chú ý vậy á. Chạy trên này mà đi đi cô gái là bao nghe anh em, bao sáng nghe anh em. Giờ mình thử mình lên lên cái dốc cầu cao ở đây coi coi có thể là lên được không nghe anh em. Lên từ từ luôn nè. Không hề đuối máy anh em nè, tăng ga nè anh em. Đó. Vẫn giọt bình thường nha anh em. Vô chợ nhiều người chú ý quá anh em ơi, mắc cỡ quá. Chạy như này mắc cỡ thật chứ. Giờ mình lên cái dốc cầu rồi luôn nè, em coi nè nè. Vẫn mạnh bình thường, người đó khỏe gu anh em ơi. Ok mọi người ha, thì clip mình đến đây mình xin tạm dừng tới đây nha anh em. Thì nãy giờ cũng hơi dài rồi. Đó, chủ yếu là clip này mình review con xe này và mình trải nghiệm thực tế mình chạy nó như thế nào cho anh em biết nha. Tại vì cái xe này mình nghĩ là ở Việt Nam mình chắc cũng ít ai chơi lắm. Và anh em có ý kiến gì thì cứ để lại bên dưới phần bình luận của video nha. Chúc anh em xem clip vui vẻ và hẹn anh em vào clip lần sau. Bye bye.